Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay lên có một mẫu xe gọi là siêu phẩm để chào đầu tháng 11. Thì đây là một chiếc xe đạp Touring Anto F9, một chiếc xe nội địa Nhật và đang có mức giá bán bên em là 8.900.000 các bác nhé. Và cái mức giá này em chắc chắn với các bác là rẻ hơn ở thị trường Nhật. Đấy, thì tí nữa em sẽ cho các bác xem chiếc xe này bán tại website Nhật thì nó phải là khoảng hơn 9 triệu, nhưng mà em bán chiếc xe này với giá chỉ có là 8.900.000 thôi. Đấy, một chiếc xe đạp nội địa Nhật các bác nhé. Các bác nào mà am hiểu đồ Nhật thì chắc chắn là phải biết cái hãng xe này rồi. Một cái hãng xe thuộc tập đoàn của Bigaton, rất là nổi tiếng của Nhật. Và chiếc xe này toàn bộ là được sản xuất tại Đài Loan và xuất ngược về thị trường Nhật các bác nhé. Đây, toàn bộ phần khung là khung nhôm. Đó, xe khung nhôm, nước sơn màu xanh, rất là đẹp. Thì sơn là sơn xi nguyên bản các bác nhé. Nước sơn màu xanh dương, rất là đẹp. Thì đó là xe bãi của Nhật và được nhập khẩu về. Đây là nó xuất hiện những cái vết xước, xước nhỏ, xước răm trên khung rồi, không thể tránh khỏi. Còn về tổng thể xe thì ngoại hình, chất lượng khung, bộ chuyển động các thứ còn rất là ok luôn các bác nhé. Khung nhôm này, càng trước được sử dụng là càng carbon, càng carbon, và được chạy một cái bộ chuyển động cũng cực kỳ là cao cấp của dòng Shimano, là dòng Shimano Tiagra các bác nhé. Dòng này thì là 9 níp và là 2 tầng đĩa, 9 níp 2 đĩa cho 18 tốc độ khác nhau. Tay bấm xả Shimano, tay này là made in Japan luôn các bác nhé. Đây này, đó, made in Japan luôn. Hai bên và phanh của chiếc xe là phanh V, và ở củ phanh nó tích hợp một cái power movement tour này cũng của Shimano, cái này một cái trợ lực cho tay phanh các bác nhé. Để giúp bóp phanh cực kỳ là nhẹ, nó sẽ trợ lực thêm khi bóp để nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà chỉ tiếc là nó chỉ có phanh trước thôi, còn đằng sau thì không có. Để phanh V của Shimano luôn có nhá. Cái dòng phanh V này chỉ là những con xe Nhật bãi thì được sử dụng rất là nhiều. Vành bánh 700C, sử dụng vành Shimano G500. Vành và Mayer đều là full một cặp đồng bộ Shimano G500 các bác nhé. Đấy, lốp thì là lốp của Bigaton luôn. Đây, lốp Bigaton. Quả này là quả 700 nhân, quả này là quả 700 nhân với cả 28C. Quả này thì cũng được sản xuất tại Đài Loan luôn các bác nhé. Made in Đài Loan này. Cặp bánh trước sau đồng bộ full mét một cặp, là cặp bánh Shimano G500. Thì các bác lên Google, các bác tìm từ khóa Anto F9 này. Đấy, thì nó ra một loạt những trang web của bên Nhật đang bán chiếc xe này. Đây, em thử vào một trang cho các bác xem. Đây, đúng chiếc xe này luôn các bác nhá. Đấy, khung xanh này, càng carbon, vành G500 này. Đấy, nguyên zin hết này. Đấy, đề Tiagra này. Thì đây nó cũng là một cái trang web bán đồ cũ của Nhật các bác nhá. Thì nó đang bán chiếc xe này bên Nhật là 54.000 yên, thì cái tỷ giá bây giờ nó khoảng hơn 9 triệu, 9.500.000 hay sao đấy, tầm 9.500.000, và đấy là chưa tính tiền vận chuyển về các bác nhé. Các bác nào mà hay order đồ Nhật thì cũng biết là cái tiền vận chuyển Nhật thì nó là mấy trăm nghìn, 300.000 một cân ấy. Thì tổng cả chiếc xe này mà về Việt Nam thì cũng phải hơn 10 triệu, nhưng mà hôm nay em bán chiếc xe này chỉ còn là 8.900.000 này, rất là rẻ cho các bác. Và giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem.
Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì chiếc xe của các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi là phù hợp. Về Shimano Tiagra 9 lít và 2 đĩa cho 18 mức độ khác nhau. Chuyển động thì các bác có thể chỉnh chương trình rất là mượt. Và chiếc xe đang được bán với em mức giá là 8.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.